Bạn có nhu cầu mua ARK Free Fire, thử vận may uy tín giá rẻ, chơi những trò chơi thú vị hấp dẫn, đến ngay với Riaki.net, shop hợp tác độc quyền chính thức duy nhất với Riaki Gaming. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki Gaming. Và ngày hôm nay thì bên Anna Free Fire mang đến chúng ta đó là những cái gì hay ho đây. Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ có một sự kiện nạp thẻ để có thể nhận được, đó là cái hòm sáp cộng thêm với một quả bom keo. Đấy, ok, đây, và cái quả bom keo nháy mắt và hòm sáp sân chơi công nghệ. Đấy, 99 gương nhận ngay quả keo này. Nói chung là cũng đơn giản như đan rổ thôi. Ngoài ra thì anh em đừng quên là tải mấy cái gói đề xuất này để có thể lấy hết những cái vé quay free nhá. Đấy, nhiều bạn là hay quên lấy cái này lắm. Đấy, nhiều bạn là kiểu không tải mấy cái món tải thêm ấy. Đấy, anh em tải về anh em lấy quà xanh xóa đi cho đỡ nặng máy vẫn được mà anh em. Hôm nay bên Anna Free Fire ra mắt lại chúng ta đó là cái vòng quay con lươn nghệ sĩ đường phố, nhưng mà trong này gắn thêm 4 bộ ninja. Đấy, gắn thêm 4 bộ ninja. Chính là 4 bộ ninja này rất là đẹp nhá. 6 bộ kia tôi đều đã có rồi. Đấy, nhưng hôm nay tôi sẽ quay vào test vòng quay con lươn để tôi lấy mấy bộ kia cho anh em xem. Đấy, mấy bộ ninja. Đấy, ninja hào quang. Mấy cái bộ này có một đặc điểm đấy là nếu mà anh em chơi cấu hình thấp ấy thì nó không hiện. nó sẽ không hiện cái phi tiêu đằng sau, bắt buộc bạn phải chơi cấu hình thường đổ lên thì các bạn mới có thể nhìn thấy mấy cái phi tiêu này được. Đấy, còn nếu mà chơi cấu hình thấp thì không nhìn thấy mấy cái phi tiêu ở sau lưng đâu. Đấy, ui trời, máy ảnh neon có quay nó phát ra luôn không nhỉ? Và quay nó phát ra luôn không nhỉ? Ui trời ơi, chưa ra rồi mà chắc là không giòn đấy anh em ạ. Vòng quay này có vẻ lươn rồi và vòng quay nó vẻ không giòn rồi. Chúng ta vẫn có thể được nhận thêm 5 huy hiệu nữa sau khi quay 5 lượt. Tức là chúng ta quay 5 lần thì có thêm 10 cái nữa là 10. Đấy, quay thêm 10 phát nữa tức là lấy cái bộ rẻ nhất, tức là bộ màu vàng ấy, thì mất 1500 kim cương. Ok, mình sẽ ghé qua đó Riaki.net, shop tác độc quyền chính thức với Riaki Gaming. Ở đây thì có rất là nhiều trò chơi, cũng như các bạn có thể tìm kiếm những cái tài khoản giá rẻ mà đồ lại ngon lành cành đào. Ở đây thì anh em chú ý là chỉ có duy nhất một địa chỉ hợp tác với Riaki Gaming, đó là Riaki.net nhá. Đấy, còn tất cả mấy cái kiểu shop Riaki.net rồi shop này shop nọ shop lọ shop chai, mấy cái đường link đấy đều không chính xác đâu. Đấy, đều là pha kè và đều không được hỗ trợ bởi bên Messenger, bên chăm sóc khách hàng của Riaki.net. Đấy, thì anh em mà chơi trên Riaki.net có vấn đề gì thì anh em đừng quên liên hệ chăm sóc khách hàng qua cái phần ở phía bên dưới nhá, phần ở phía bên tay phải góc dưới ấy. Ok, thời gian rút nạp thì rất nhanh, chỉ từ 1 cho 2 phút là kim cương sẽ về tài khoản ngay. Kim cương sẽ được tính là nạp tích lũy như là bạn nạp thẻ bình thường, rất ngon lành ngành đào. Và khi mà rút kim cương em sẽ còn có thêm cơ hội để nhận thêm kim cương nữa, rất thơm rất thơm. Ok, con dê quay lại với cả game của chúng ta. Nào, tiếp tục chinh phục quả vòng quay lươn con. Vòng quay con lươn nào. Ui, vòng quay lươn quá anh em ạ. Và cực lươn và chúa tể của các loại lươn. Ui xồi, chưa ra rồi. Cái vòng quay này ấy, thì cá nhân tôi nghĩ là nó cũng sẽ lươn. Anh em biết tại sao không? Tại vì là cái bộ nghệ sĩ đường phố ấy, nó có cái bộ rẻ ấy, thì may ra là còn lấy một phát luôn được. Chứ còn cái bộ ninja này, cả 4 bộ đều rất đẹp và ngày xưa giá nó đều đắt. Đấy, thế nên là 99,69% là bên Anna Free Fire không thể cho chúng ta có thể sở hữu cái bộ này một cách dễ dàng được. Đấy, thế nên là quay này thì xác định là chỉ lấy huy hiệu thôi, chứ còn khó mà có thể ra được cái đồ kia. Và căn bản là đây nick phụ của tôi nữa. Nhiều anh em thì có tin đồn là nick phụ của tôi là nick chính của tôi là được chỉnh tỷ lệ. Đấy, tôi cái đấy không biết nha anh em nhé. Tôi không biết là nick chính có được chỉnh tỷ lệ hay không. Tại vì nếu mà có chỉnh tỷ lệ, cái chuyện chỉnh tỷ lệ nó là chuyện ở bên Anna Free Fire, chứ còn tôi biết đâu được. Làm sao tôi biết là có được chỉnh tỷ lệ hay không anh em. Đấy, nhưng mà cái tài khoản phụ này của tôi thì nó khá cùi. Đấy, nó khá cùi. Nó quay nãy giờ chưa ra được một bộ đồ thêm nào. Đấy, chưa ra được cái gì, ra được mỗi mấy cái nịt thôi anh em ạ. Và ra được mấy cái nịt, ui xồi. Đấy, ra được mấy cái nịt thôi, ui xồi, chưa ra rồi. Toàn máy ảnh đấy không, ui 29 huy hiệu rồi. Có lẽ là chúng ta cũng sẽ chỉ dừng lại ở máy ảnh neon này mà thôi, không thể ra thêm một cái gì khác. Mình sẽ đổi bộ đồ đắt nhất đâu, bộ ninja bóng đêm. Bộ này thì nó sẽ có hiệu ứng nó rất là đẹp luôn. Đấy, bộ này hiệu ứng của nó thì tôi phải nói với anh em mà nó quá giòn. Đấy, nó cực kỳ giòn, không thể nào mà chê vào đâu được. Nó phải gọi là quá thơm đội bán cơm, quá ngon dành cho đội bán son. Ngon không anh em? Đẹp đẹp luôn. Bộ này có lẽ là một trong những bộ đồ chế tác đẹp bậc nhất trong Anna Free Fire rồi. Trong phong cách nó rất là Naruto. Đấy, phong cách nó rất là Free Fire nhưng mà theo kiểu Naruto. Đấy, đeo quả phi tiêu to đùng ở sau lưng. Ok con dê. Hôm nay team mình đang bị dẫn tỷ số 0-2, khá cay. Tôi chỉ muốn vào game để test đồ thôi. Đấy, nhưng mà địch nó lại bắn căng quá anh em ạ. Và địch nó lại bắn căng đét và khét lần lẹt thì mình phải biết làm sao. Đây, bộ đồ này anh em thấy không? Bộ đồ này thì được cái là kể cả khi mà anh em đeo ba lô ấy thì cái hiệu ứng phi tiêu nó sẽ không bị che đi.
Đấy, chúng ta sẽ có rất là nhiều cái cách mà chúng ta kết hợp một số những cái ba lô ở trong Gana Free Fire với cả cái phi tiêu đằng sau lưng của nhân vật này, nhìn trông rất hoành tráng và hơi cồng kềnh. Đấy, nhìn nó hơi cồng kềnh tí. Ôi giời, chạy đâu bạn ơi? Ai à, thật là bạn kinh nhỉ. Và bạn ai chà, ôi thôi xong rồi. Cứu tôi bạn ơi, cứu tôi hay quá. Ui, cứu tôi bạn Asile ơi, và địch bắn căng thế nhỉ. Kìa, nó bắn ở phía trên xuống kìa. Và ui rồi, cứu bạn ơi, cứu. Và ui, nó bắn kìa, ui hay quá, may quá, kịp đặt ra hào quang hộ mệnh. Đấy, hào quang hộ mệnh đã kịp che chắn nó mình rồi. Ui, càng đét nó khá là lẹt. À, thầy nó móc lốp tôi, thằng này nó móc lốp tôi, sợ cậu chưa. Ui dồi, chết rồi, thằng cờ mờ nờ long nó thịt mấy cháu tim mình rồi. Ảo thế nhỉ. À đây rồi, đây rồi, đánh đá, đặt tên với tuổi, đặt tên là đánh đá, cái thằng kia nó nhảy xuống rồi anh em ạ. Đấy, đánh đá 5-4, 5-6, tôi bắn nó bạn hỏng người ngay. Đấy, bắn nó bạn tung người ngay, nào một pha đẩy lại, thôi giờ, Axile nó bị cứu mình, bây giờ chết rồi. Bị thằng cờ mờ nờ long nó giết rồi anh em ạ, và thằng cờ mờ, ôi, thằng cờ mờ nờ long bắn ghê rồi. Và ui, cờ mờ nờ long bắn gắt thế nhờ, cờ mờ nờ long, tên nó là cờ mờ nờ long anh em ạ. Và bắn gắt quá, ông heo 315 tim mình hoảng rồi. Ra đây bạn ơi, có bò ra đây được không? Đấy, không sao, bùi gạo sẽ khỏi. Mỗi tội khẩu PP19 thì bắn nó không được xa. Cờ MN Long này may quá, nó hết bom keo anh em ạ. Và may mà nó hết bom keo, tỷ số nó rút ngắn, còn đó là 1-2 dành cho team của Rikaki. Nhưng mà nói chung trận này win chặt. Trận này nói với anh em là win chặt luôn. À, một thông tin khá thú vị dành cho anh em đang quan tâm. Nếu mà anh em mà muốn săn đó là khẩu SK cá mập đen level 7 thì bên Nana Free Fire họ sẽ có phát code free của cái khẩu SK level 7 này. Đấy, không biết level mấy, chắc là level 7 đấy. Đấy, thì đó là họ sẽ phát SK cá mập free số lượng có hạn, xuất hiện trong bộ phim Kelly đến rồi tập 5. Đấy, tức là cái phim Kelly đến rồi tập 5 ấy, sắp tới, hình như là vào tối nay thì phải, 18 giờ tối nay. Đấy, thì bên Nana Free Fire họ sẽ cho chúng ta săn cái gift code ở ngay trong cái video đấy. Tức là nói chung là tôi cũng chưa biết là họ phát gift code kiểu gì. Đấy, này thì kẹo dẻo này, này thì đẩy ra với chúng tôi này, À, cái chân. Đấy, thì bên Nana Free Fire họ thông báo là trong cái bộ phim Kelly đến rồi tập 5, tức là nó là một cái phim sitcom hát hò cái gì đấy, tôi không để ý lắm. Đấy, mà thấy bảo là có rất là nhiều idol như là Mèo Simi, Thiên Ân, rồi thì các kiểu đóng ở trong đấy. Đấy, thì họ sẽ phát cái gift code SK cá mập free này. Đấy, chắc là level 7 rồi, để hình này chắc là level 7 rồi. Đấy, trong cái bộ phim Kè Lý đến rồi. Đấy, thì anh em chú ý là tối nay chúng ta lên đấy mà săn cái đồ đấy nhá. Đấy, không phải bảo là tôi không nói gì. Đấy, nhưng mà cái cách phát gift code như nào thì đến tối nay chúng ta mới biết được. Thế nên là chúng ta sẽ cần phải theo dõi cái bộ phim này. Đấy, thì anh em nhớ lên cày view cho bên Gana Free Fire. Còn view thấp quá thì họ lại buồn. Đấy, view thấp quá có lẽ lại buồn, tại vì thời gian đây chúng ta thấy là các cái clip của bên Gana Free Fire view họ không được nhiều lắm. Đấy, tại vì là họ làm nói chung là nội dung nó cũng không sâu sát với cả con game này lắm. Đấy, chắc là họ toàn chơi game khác. Đấy, nên là bây giờ họ cần phải lấy SK cá mập đen ra để câu view. Nhưng mà câu view này là tươi anh em ạ. Câu view này tôi đánh giá là khá tươi, đội bắn rươi. Đấy, câu view thế nó phải gọi là ngon. Thì tối nay là xin mời anh em cùng với tôi đi qua bên đấy để săn. Tất nhiên là tôi không lấy gift code đấy của anh em đâu. Đấy, nhưng mà anh em qua đấy săn thì không biết số lượng có hạn đấy là bao nhiêu cái, có thể là 10 cái, 5 cái hoặc 50 cái hoặc 100 cái ví dụ thế chẳng hạn. Biết đâu lại trúng. Bạn nào mà trúng thì nhớ donate cho Riaki mình nhá. Đấy, ok, nào kết liễu trận đấu ấy thôi. Ui rồi chạy qua đây. Ui, boss rồi. Bọn này quit game hết rồi anh em ạ. Boss chặt. Đấy. Ôi, boss bắn kinh ấy. Boss bắn hiểm ấy. Boss kinh ấy. Ai à, mình cứ thò ra nó lại bắn mình ạ. À. Con hàng chúng tôi này, con hàng cờ mờ nờ long và tên với trả tuổi. Tên với trả tuổi anh em ạ. Nào đâu rồi, đẩy lên này. Đấy, anh em mà muốn là lấy cái bộ ninja này thì anh em xác định mất 2500 kim cương nhá. Đấy, ô sao lại không bắn vào đầu nhỉ? Và đạn ra lại không vào đầu nhỉ? Này bắn kém thế. Và đâu ơi, con cháu nào đấy ơi, cháu này lấp lú, cháu này bắn phát đi luôn ạ. Vãi trưởng. Và cháu này yếu thế, yếu như con quần chiếu, cho cháu một lựu bằng.
cháu đứng lên bắn cháu chết luôn. Cháu đánh đá. Ok, cảm ơn anh em theo dõi video này. Và nếu như đây là đầu tiên anh em đến với kênh của Ria Gaming, đừng quên để lại để mình một like, một subscribe để đẹp trai và được xinh gái. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những cái video lần sau. Bye bye.